Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể sử dụng cái phiếu nhập kho để nhập xuất kho hàng hóa vật tư cũng như xuất kho phục vụ thi công công trình Ở đây chúng ta sẽ kích đúc vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình Sau đây chúng ta đăng nhập bằng tên ABC Ấn phím Enter chúng ta sẽ thấy là giao diện chính của phần mềm hiện ra bây giờ trước khi đi vào cái việc là các bạn làm phiếu nhập kho thì các bạn tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn quản lý cái danh mục quyền chứng từ các bạn vào mục danh mục quyền chứng từ các bạn sẽ thấy là có rất nhiều các cái quyền chứng từ chúng ta đã khai báo và ở đây ở đây chúng ta trước tiên chúng ta sẽ phải quản lý cái quyền phiếu nhập mua ngoài tức là dùng cái phiếu nhập kho nhập mua từ nguồn bên ngoài vào các bạn sẽ ấn F3 để sửa đổi thì ở đây các bạn thấy là số chứng từ hiện thời ở đây chúng tôi đang bỏ trống khi chúng tôi bỏ trống như thế này thì khi các bạn lập mới một chứng từ thì số chứng từ sẽ bắt đầu bằng số 1 và cái biểu thức tiếp đầu ngữ này chính là cái ký tự nó gán ở phía trước cái số chứng từ cái trạng thái của cái chuyển quyển chứng từ này các bạn lưu ý là nếu chúng ta chọn số 0 thì sau này chúng ta sẽ không chọn được ở trên màn hình cập nhật dữ liệu cũng tương tự như vậy các bạn sẽ sửa đổi cái phiếu xuất nội bộ nếu các bạn muốn. Nhưng mà các bạn lưu ý là ở đây có cái cột số chứng từ. Các bạn có thể thấy là à, các cái số chứng từ hiện thời đang sử dụng và đang nhập là đã đến số nào của từng loại chứng từ. Ví dụ phiếu thu chẳng hạn. Chúng ta thấy là đã đến số 353. À chúng ta thoát ra ngoài. Bắt đầu chúng ta sẽ cập nhật một cái phiếu nhập mua hàng các bạn có thể sử dụng chứng từ mua hàng hóa vật tư dùng phiếu nhập mua hàng. Trong phiếu nhập mua hàng này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái ví dụ. Các bạn hai cái ví dụ các bạn uh, sẽ có được là cái thứ nhất là cái ví dụ về cái uh, cái nhập kho hàng hóa để phục vụ sản uh, để phục vụ kinh doanh. Tức là ở đây các bạn sẽ là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại các bạn nhập và hàng hóa vào kho và sau đấy các bạn sử dụng hóa đơn bán hàng kiếm phiếu xuất kho để các bạn xuất bán và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp nhập xuất thẳng chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ cần làm phiếu nhập thì có luôn được cả cái phiếu xuất và nó chủ yếu sử dụng cho các công ty kinh doanh xây lắp khi mà cái hàng hóa vật tư các bạn nguyên liệu các bạn mua về các bạn nhập xuất tại chân công trình cũng trong các, các cái trường hợp như là các bạn mua cái công cụ dụng cụ về nhập kho vào tài khoản 153 ba thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái kiểu nhập xuất thẳng này để chúng ta xuất luôn sang tài khoản 142 hoặc 242. Ở đây chúng ta bắt đầu nhập mới bằng cách là kích vào nút mới. Các bạn xóa cái kiểu nhập số 1 đi. Dùng phím delete để các bạn xóa đi thì các bạn sẽ enter sẽ chương trình sẽ tự động vào cái danh mục giao dịch. À, các bạn có thể thấy là số 1 là nhập kho hàng hóa tư và số 2 là nhập xuất thẳng vậy chúng ta sẽ làm trước một cái là 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 nhập kho hàng hóa ở đây đến cái ô mã khách hàng thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chọn cái đối tượng khách hàng à, công nợ chính là cái cái đối tượng nhà cung cấp cái hàng hóa tư cho mình và ở đây chúng ta sẽ ấn phím enter để vào danh mục hàng hóa danh mục khách hàng các bạn thấy là nếu như ở đây cái danh mục khách hàng của các bạn lên đến hàng nghìn các cái cái đối tượng khác nhau thì các bạn sẽ sử dụng cái phím f5 trên bàn phím chúng ta sẽ tìm cho tên ví dụ như tôi muốn tìm cái đơn vị tên là à, à, trong cái ký tự tên của họ là có cái chữ dựng vậy chúng ta đánh vào chữ dựng và chúng ta chọn nút nhận thì các bạn thấy là chương trình đã tìm ra ở trong cái tất cả các cái cái tên khách hàng nó có luôn một cái, cái list các cái 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 đơn vị mà có chữ dựng ở trong đấy như vậy chúng ta sẽ chọn một đối tượng ở đây chúng ta chỉ là mới lấy ví dụ nên là có mổ có mỗi một đối tượng là có ký ký tự này chúng ta chọn enter để chọn ở đây các bạn lưu ý là chúng ta có thể là nhập mua hàng ở cái dòng diễn giải này rồi trong đến cái tài khoản có thì thường chúng ta thường chúng ta sẽ hạch toán vào cái tài khoản 331 và chúng tôi cũng nên khuyên các bạn là khi các bạn làm cái phiếu nhập mua hàng dù là các bạn có thể là các bạn mua và thanh toán ngay thì các bạn cũng nên đưa qua tài khoản 331 để sau này theo dõi khi cái, cái việc là các bạn lên sổ kế toán không nợ hoặc là các bảng cân đối phát sinh không nợ thì cái việc quên cái lập các phiếu 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 chi thì các bạn có thể hiểu là À, đối với một cái doanh nghiệp khi làm việc doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân thì các bạn hiểu là cái việc lập phiếu chi hay không đó là cái việc của kế toán và thậm chí có thể chi tiền mà chưa lập phiếu chi và sau này khi thì các bạn ghi chép lại ngoài sổ xong rồi thì các bạn làm nhập số liệu một lúc thế vì cái việc là khi các bạn hạch toán các tài khoản công nợ thì các bạn hiểu rằng là nếu như các bạn chưa lập phiếu chi có nghĩa là cái đối tượng này nó vẫn còn dư nợ dư nợ ở trên tài khoản dư có trên tài khoản 31 có nghĩa là chúng ta vẫn còn nợ của nhà cung cấp ở đây chúng ta sẽ hạch toán và tài khoản 311 nhưng các bạn cũng có một cái lưu ý nữa là các bạn khi các bạn hạch toán vào cái chỗ này là tài khoản 111 hoặc là tài khoản 112 thì các bạn lưu ý là chương trình sẽ tự động khử trùng cho các bạn cái bút toán này vì đương nhiên các bạn sẽ phải lập thêm một cái phiếu chi hoặc là một cái giấy báo nợ của ngân hàng khi các bạn lập đến cái chứng từ này ấy, thì các bạn để ý là tại sao chúng tôi lại không thiết kế luôn cái chức năng là À, phiếu chi ở ngay trong phiếu nhập tại vì đối với một doanh nghiệp thì thường có kế toán vật tư và kế toán thanh toán riêng thì đương nhiên là kế toán vật tư không thể lập một cái phiếu chi để chi tiền mà cái việc chi tiền hay thanh toán tiền nó phụ thuộc vào cái... là người kế toán thanh toán chứ không phải là kế toán vật tư tuy nhiên là các bạn lưu ý là chúng tôi khuyên các bạn tất cả các cái việc nhập mua hàng hóa các bạn nên đưa qua tài khoản công nợ ở đây chúng ta sẽ đánh vào tài khoản 331 À, chúng ta sẽ nhập vào ngày mùng 8 tháng 1 năm 2014. Chúng ta sẽ chọn cái quyển số chứng từ. Các bạn thấy là lúc nãy chúng ta đã khai báo cái quyển nhập mua ngoài là số 1. Các bạn có thể nhìn thấy là cái số chứng từ nó sẽ bắt đầu bằng số 1. Sau đấy, khi các bạn enter thì chương trình sẽ nhảy đến cái ô... ô chi tiết hàng hóa và đến cái cột mã hàng. Chúng ta sẽ chọn có để nhập tiếp các cái ấy này. Chúng ta thấy là ở trong này chúng ta đã khai báo là hàng 1, hàng 2, hàng 3 có nghĩa là ở đây hàng hóa và tài khoản vật tư theo dõi nó chính là 1561. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng F4 để thêm mới nếu như cái hàng hóa này nó chưa có trong danh mục vật tư hàng hóa thì các bạn có thể sử dụng phím F4 để thêm mới chúng ta có thể ấn phím F3 để chúng ta xem qua một cái mã mà chúng tôi đã khai báo sẵn ở đây ví dụ các bạn nhìn thấy là đơn vị tính này theo dõi tồn kho để số 1 này trong trường hợp mà các bạn thấy là ở trong này nếu ở cái chỗ theo dõi tồn kho này nếu chúng ta khai báo nó là số 0 ấy thì sau này khi các bạn in tổng hợp tồn nó cũng sẽ không hiện lên các bạn thấy là cái cái cách tính giá tồn kho ở đây là có bốn cái loại cách tính giá có trung bình tháng, đích danh và nhập trước xuất trước, trước và trung bình di động. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là trung bình tháng. Tức là bình quân gia quyền. Các bạn thấy là cái tài khoản kho ở đây bọn tôi khai báo đó là 1561 tức là hàng hóa, giá mua hàng hóa, tài khoản doanh thu các bạn thấy là 511 và chúng ta khai báo sẵn tài khoản giá vốn là 632. Ở đây các bạn thấy là giá vốn hàng bán và ở đây chúng ta cái tài khoản chênh lệch giá vật tư này chúng ta cũng sẽ khai báo tài khoản là 62. Các bạn lưu ý là tại sao chúng ta lại khai báo cái tài khoản tranh lệch giá vật tư. Ở đây khi các bạn sử dụng cái chức năng tính giá bình quân gia quyền ấy thì thường là à, sau này khi tính giá ra là cái cái giá nó quá lẻ về số thập phân, sau khi nhân ngược lại số lượng có khi số tiền nó lại không 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 bằng cái số lượng số tiền nhập vào. Thì các bạn lưu ý là có thể có các cái trường hợp là vì qua nhiều cái lần nhập khác nhau của của chúng ta là qua nhiều cái lần nhập khác nhau mỗi lần một giá khác nhau Nên là khi việc tính giá bình quân đầu ra có thể là khi hàng hóa cuối kỳ thấy là đã hết số lượng rồi nhưng sao tiền nó vẫn còn một vài đồng uh, chênh lệch Thì chính là cái tài khoản chênh lệch giá vật tư này khi các bạn tính giá trung bình thì những cái chênh lệch đấy nó sẽ tự động hạch toán vào tài khoản 632 và ở đây chúng ta không còn theo dõi cái gì nữa thì chúng ta có thể chọn enter đến nút nhận và chúng ta chọn nhận sau đấy chúng ta chọn enter các bạn sẽ thấy là cái hàng hóa nó đã đã hiện lên ở đây và chúng ta chọn kho nhập là ví dụ như chúng ta sẽ nhập vào kho công ty lưu ý là ở trong này chúng ta không thể tổ chức cái danh mục kho hàng cái riêng cái danh mục kho hàng này không như hàng hóa vật tư các bạn sẽ phải tổ chức trước ở ngoài cái hệ thống danh mục các bạn chọn công ty. Số lượng chúng ta nhập ở đây là ví dụ như số lượng là 100, chúng ta ghi là đơn giá 20.000. Đương nhiên là thành tiền nó là thành 2 triệu. À, trong các cái trường hợp là sử dụng cái mã công trình mã phí thì chúng ta chỉ sử dụng khi các bạn nhập kho nguyên vật liệu và xuất thẳng chúng ta mới sử dụng. Nên là cái việc ở đây chúng ta đến các cái ô mã này chúng ta enter để bỏ qua. Chương trình tự động di chuyển đến dòng thứ hai tức là trong một cái phiếu nhập mua các bạn có thể nhập nhiều loại hàng hóa thì các bạn có thể chọn tiếp chúng ta enter các bạn sẽ thấy là chương trình hỏi có tập nhập tiếp không các bạn sẽ chọn là có nếu có một loại hàng hóa khác và các bạn chọn không có nghĩa là các bạn bỏ qua nhập chi tiết từng loại hàng hóa và chúng ta sẽ đi đến cái việc là kê khai cái thuế giá trị gia tăng ở đây chúng ta sẽ ví dụ thêm một cái loại hàng hóa nữa các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải ở đây tôi sẽ phải sửa lại vì là cái tài khoản 632 là cái tài khoản theo cái quyết định 48 thì nó chỉ sử dụng có một tài khoản là 632 thôi ở trong cái quyết định 15 chúng ta có thể mở 6321, 6322, 6323 tức là 6321 dành cho hàng hóa chẳng hạn, 6322 cho công trình chúng ta chọn nhận, chúng ta enter tiếp mã kho đã được đặt sẵn là 001 chúng ta ở đây ví dụ chúng ta ở đây nhập 50 đơn vị và đơn giá là 25.000 các bạn sẽ chọn Enter, Enter đến đây chúng ta sẽ không nhập tiếp nữa và chúng ta Enter tiếp. Mặc nhiên các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp sáng nó vẫn đang ở cái vị trí là nút lệnh không nên chúng ta Enter. Chương trình sẽ tự động chuyển vào cái cái phần để các bạn kê vào cái thấy giá trị cho tăng đồng vào ở đây chúng ta sẽ đánh vào xuống từ ờ, số series số series thì các bạn hiểu là ở đây có thể là tx chẳng hạn như là 13p ngày của hóa đơn có thể là không mùng 2 tháng 1 ờ, Ở đây các bạn thấy là cái tên khách hàng chúng ta đã chọn các bạn lưu ý là trong các cái trường hợp như là À, như ở phiếu chi thì các bạn thấy là cái việc đánh cái mã khách này khi khi một người thanh toán cái chi phí thì cái 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 cái, cái mã khách này nếu chúng ta chọn từ danh mục hàng hóa tư nếu chúng ta không chọn thì các bạn hiểu là à, các bạn có thể đánh tên khách tức là các bạn xóa mã khách thì các bạn có thể đánh vào cái tên khách hàng địa chỉ và mã số thuế chúng ta chọn hàng hóa ở đây tổng tiền hàng ấy là là 3 triệu 250 nghìn chúng ta chọn mã thuế 10 phần trăm trong các cái trường hợp như là cái thuế nó làm tròn ấy các bạn có thể đánh lại tiền thuế luôn ở đây chúng ta ví dụ như là 324 nghìn thì các bạn thấy là rõ ràng là cái cái tiền thuế chúng ta có thể đánh lại luôn ở đây sau khi nhập xong chúng ta chọn lưu các bạn thấy là chúng ta đã nhập xong được một cái hàng hóa và kho và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhập tiếp một cái chứng từ gọi là chứng từ nhập mua nguyên vật liệu xuất thẳng tại chân công trình chúng ta chọn nhập mới ở đây kiểu nhập chúng ta chọn số 2 các bạn sẽ thấy là cái dòng tiếp phía sau các bạn thấy là đã thay đổi thành nhập xuất thẳng hoàng áo tư ở đây chúng ta chọn ví dụ như là công ty cổ phần vật liệu xây dựng các bạn là nhập xuất thẳng vật tư công trình các bạn nhìn thấy là có một cái sự khác biệt khi chúng ta chọn mã số 2 tức là ở đây các bạn thấy là có thêm cái dòng người nhận hàng à, địa chỉ người nhận hàng và cái ngày chúng ta có thể đánh là ngày ví dụ như là mùng chín tháng một chọn tiếp kiểu nhận quyền nhập mua ngoài chúng ta sẽ thấy là số chứng từ phiếu nhập sẽ lên số 2 và cái quyển phiếu xuất khi chúng ta chọn ở đây phiếu xuất nội bộ các bạn sẽ thấy là bắt đầu từ số 1 các bạn lưu ý là trong chương trình chúng ta có cái chức năng đánh lại số chứng từ tự động nhưng đối với cái số phiếu nhập chúng ta đánh chứng từ tự động nhưng đối với cái số phiếu xuất ấy, thì các bạn trong cái chứng từ phiếu xuất kho chúng ta có thể đánh lại số chứng từ tự động nhưng ở trong cái phiếu nhập mua hàng này và tất cả những cái xuất này nó được gán mã là mã cổ phiếu nhập có nghĩa là xuất từ phiếu nhập nên là cái việc đánh số số phiếu xuất ở trong cái phần phiếu nhập mua hàng này không có chức năng đánh số chứng từ tự động nên nên là các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải rất là chính xác ở cái chỗ là khi chúng ta đặt phiếu xuất, đặt số chứng từ phiếu xuất ở đây khi chúng ta enter thì chương trình sẽ di chuyển đến cái cột mã hàng chúng ta chọn có ở đây chúng ta chọn nguyên liệu không một chẳng hạn ở đây chúng ta chọn kho chúng ta xóa đi và chúng ta enter chúng ta lưu ý là chúng ta nhập vào không trình ở đây chúng ta ví dụ nhập 200 đơn vị với đơn giá là 320.000 420.000 Thì các bạn có thể thấy là Khi các bạn chọn nhập xuất thẳng Nó khác một cái là nó có thêm một cái cột tài khoản chi phí Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhập vào tài khoản 154 Và các bạn mặc nhiên là các bạn sẽ phải chọn công trình Dĩ nhiên là đối với cái ô mã công trình Các bạn có thể lưu ý là cái ô mã công trình thì nó có một cái đặc trưng là nó không như ô mã khách bắt buộc các bạn phải chọn nhưng cái ô mã công trình các bạn có thể chọn hoặc không tức là có những trường hợp như lúc nãy chúng ta nhập vào hàng hóa vật tư thì đương nhiên là không thể là cứ lúc nào cũng phải chọn mã công trình vì tôi không nhập cái đấy cho công trình mà tôi nhập để vào để mua 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 vào để bán ra. Vậy ở đây để vào được danh mục công trình, chúng ta đánh một vài ký tự bất kỳ. Sau đấy chúng ta enter chương trình nhân tự tìm đến cái, cái 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 danh mục công trình. Chúng ta lưu ý là nếu danh mục công trình trong này chưa có cái công trình của các bạn thì các bạn sẽ chọn là F4 để thêm mới. Còn ở đây khi đã có rồi, ví dụ chúng tôi chọn công trình 01 thì đương nhiên là Uh, công trình sẽ tự động là chúng ta sẽ chọn cái mã công trình là 01 và các bạn lưu ý là cái cột mã phí này chính là cái yếu tố chi phí các bạn khi nhập ở đây là các bạn nhập nguyên vật liệu thì cái đương nhiên cái mã phí này của các bạn sẽ là cái mã phí mà chúng tôi tổ chức ở đây là uh, nó nằm vào một trong bốn cái mục này tức là đây là một cái hình thức thiết kế để mở rộng ra cho cái quyết định 18 các bạn không theo dõi được. Thế nên là chúng ta ở đây chúng ta chọn mã phí 621 có nghĩa là mặc nhiên cái cái nguyên liệu này chính là cái vật liệu và nó chính là chi phí nguyên vật liệu. Sau đây các bạn có thể tí nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể vào xem cái bảng tập hợp chi phí giá thành các bạn sẽ nhìn thấy là cái chi phí nguyên vật liệu nó đã được có sẵn. Ở đây chúng ta sẽ nhập tiếp cái loại này. Ví dụ số lượng ở đây là 30 và đơn giá là 50.000. Các bạn đánh vào tài khoản chi phí là 154 54 1. Chúng ta chọn tiếp chi phí là 621. Như vậy các bạn thấy là tổng tiền hàng lúc này sẽ là 9.900.000. Lúc chúng ta vào bảng giá thành, tập hợp chi phí giá thành từng công trình thì chúng ta sẽ thấy là đương nhiên chi phí nguyên vật liệu phải là 900 9 triệu 900 nghìn Còn nếu mà ra được số khác thì các bạn hiểu đấy là phần mềm chạy sai Sau này chúng ta Enter tiếp và xuống dòng thứ ba, Dòng thứ ba chúng ta sẽ không nhập nữa Và chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiếp cái trang thuế đầu vào Ở đây chúng ta thấy là số chứng từ đây chính là số series hóa đơn, số hóa đơn Ở đây chúng ta có thể là nhập tiếp là số hóa đơn Ở đây là ngày 0401 0401 chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ chọn đơn vị này và cái giá lúc này chúng ta chọn 10% cái việc sửa tiền thuế chúng ta đã biết là lúc 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 chúng ta vào cái hóa đơn à, cái hóa đơn nhập mua hàng hóa rồi chúng ta chọn lưu chứng từ số sau cùng của đã có phiếu xuất trùng số các bạn lưu ý là sau khi chúng ta lưu chứng từ ở đây xong ấy thì các bạn thấy là ở trong này thực tế là bắt đầu từ cái 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 cái, cái, cái chứng từ này chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta chọn luôn nút in chứng từ bạn có thể in luôn cả cái phiếu nhập kho và đồng thời khi các bạn nhập xuất thẳng các bạn có thể in luôn phiếu xuất đấy thì như thế bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra hai ví dụ cho các bạn xem đấy là cái thứ nhất là cái bảng tập hợp chi phí giá thành các bạn vào chi phí giá thành các bạn vào, vào báo cáo giá thành công trình club các bạn vào bảng tổng hợp tài khoản 154 chúng ta bắt đầu đánh từ ngày 0101 bạn lưu ý là cái hệ thống báo cáo trong phần mềm này nó được đánh từ ngày đến ngày có nghĩa là có thể từ năm này qua năm khác mà các bạn không cần bận tâm vì đối với các cái doanh nghiệp xây lắp thì thường có những cái, cái 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 công trình là kéo dài hàng năm trời như vậy mà khi các bạn sử dụng là nếu như có chức năng chọn theo năm làm việc thì các bạn hiểu rằng là khi các bạn tập lên bảng tổng hợp chi phí giá thành của một công trình từ khi khởi công thì các bạn hiểu đơn giản rằng là các bạn sẽ phải tổng hợp nhiều năm lại và in ra các bạn bắt đầu lại ngồi cộng từ bên ngoài nên đối với phần mềm này các bạn có thể thấy là số liệu của phần mềm là số liệu liên năm chúng ta sẽ chọn enter thì các bạn nhìn thấy là cái công trình 001 lúc nãy chúng ta đã nhập kho và xuất ra nguyên vật liệu vào tài khoản 154 là 9 triệu 900 nghìn và ở cái công trình số 2 ấy là ở trong cái phiếu chi chúng ta lấy ví dụ là chúng ta đã chi ra 14 triệu vào cái phần khoản mục phí là 623 à, các bạn có thể ấn phim F7 để các bạn xem cái mô, cái mô hình à, cái trang mà chúng ta in ra là nó như thế nào các bạn thấy là bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn nút in là các bạn có thể in à cái trang phía sau chính là cái trang mà sau này khi các bạn quyết toán số liệu các bạn sẽ xác định cái kết quả lãi lỗ của từng công trình ở đây có thêm một cái cột tài khoản là cái cột tài khoản phát sinh 331 các bạn nhìn thấy ở đây chính là cái khoản là cái thầu phụ. Thường thì, thì chúng ta có thể là thường chúng ta làm bê phụ cho các công ty nhưng mà cũng có thể là các cái công ty khác làm bê phụ cho mình và chúng ta thấy là cái cột này chính là cái phần tài khoản phát sinh 331 đối với 154. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở cái bảng tổng hợp nhu tồn, chúng ta vào báo cáo kế toán chi tiết, chúng ta vào tổng hợp nhu tồn. Các bạn có thể thấy là chúng ta để từ ngày đến ngày này chúng ta chọn nhận. Các bạn nhìn thấy là cái hai cái hàng hóa này chính là cái mà chúng ta nhập kho và chúng ta chưa làm phiếu xuất bán. Nhưng đối với cái nguyên vật liệu này thì chúng ta đã nhập xuất thẳng cho nên các bạn thấy ở cái cột số lượng xuất này nó đã có sẵn và số tiền xuất này cũng đã có. Bây giờ sẽ vào một ví dụ khác nữa là cái bảng cân đối phát sinh các tài khoản ở đây chúng ta vào vào báo cáo tài chính chúng ta vào bảng cân đối phát sinh các tài khoản chúng ta chọn nhận chúng ta sẽ thấy là đã có phát sinh 154 23 triệu 900 nghìn ở trong này chắc chắn có 9 triệu 900 nghìn từ nguyên vật liệu các bạn có thể ấn F5 ở cái dòng này các bạn sẽ nhìn thấy chứng từ chi tiết các bạn nhìn thấy là ở đây có một cái phiếu chi này đúng không một cái phiếu chi thanh toán tiền thuê ca máy 14 triệu và một cái nhập xuất thẳng vật tư cho công trình vào tài khoản từ tài khoản 152 các bạn thấy là 9 triệu 900 nghìn và nó nằm ở cái cột mã công trình này các bạn lưu ý là nếu các bạn vào chứng từ mà quên vào mã công trình ấy thì đương nhiên cái phần giá trị này nó sẽ không vào bảng tổng hợp chi phí giá thành nó vẫn vào bảng các đối kế toán bảng bảng các đối phát sinh nhưng nó không vào bảng tổng hợp chi phí giá thành và nếu các bạn bỏ trống cái mã phí cũng thế nếu có mã công trình nhưng mà không có mã phí thì nó cũng sẽ không vào cái cái bảng tổng hợp chi phí giá thành công trình như vậy chúng ta lại nhìn thấy như thế này trong các cái trường hợp ví dụ các bạn bỏ quên mã công trình hoặc là bỏ quên mã phí các bạn nhìn thấy là đây chúng ta đang xem chi tiết ở bảng cái đối phát sinh tài khoản chúng ta có thể kích đúc vào tài khoản dòng chứng từ này chúng ta sẽ nhìn thấy là nó hiện ra luôn cái màn hình cập nhật chứng từ cho các bạn trong này chúng ta chỉ sử dụng để sửa chứ chúng ta không sử dụng để nhập mới à, vì cái cơ sở dữ liệu ở đây đang mở sẵn rồi các bạn khi các bạn nhập mới một chứng từ thì có thể gây ra cái việc lỗi là cơ sở dữ liệu không mở được hai lần à, sau đấy chúng ta có thể ấn nút sửa để sửa chứng từ và chúng ta lưu ý là chúng ta sau khi sửa xong chúng ta lưu lại và chúng ta quay ra thì các bạn sẽ thấy là à, đây là một cái, kỹ thuật để dream down tức là cái kỹ thuật truy vấn ngược các bạn thấy là ngay tại bảng cân đối phát sinh tài khoản chúng ta cũng có thể sửa được chứng từ đấy, cái tiện ích này của chương trình là chúng ta không phải quay lại màn hình cập nhật chứng từ rồi vào chọn nút tìm nên là tìm ra cái số chứng từ đấy rồi bắt đầu sửa để lại quay lại bảng cân đối phát sinh cho các bạn xem thì các bạn thấy là tiện ích của chương trình cho chúng ta một cái kỹ thuật làm làm sao để các bạn có thể sửa chứng từ rất là nhanh Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chứng từ phiếu nhập mua hàng này. Chúng tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa các bạn là cái đơn vị này họ lại là đối tượng chở luôn cái nguyên vật liệu cho mình và họ tính luôn cái chi phí vận chuyển bốc dỡ vào cái cái hóa đơn cho mình. Thế thì ở đây có thể là cái hóa đơn chi phí là riêng nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng này. Như vậy chúng ta nhìn thấy là ở đây có một trang chi phí chúng ta sửa chứng từ này chúng ta thấy là chi phí vận chuyển ở đây là 100.000 vận chuyển bốc rỡ. chúng ta đánh vào và chúng ta chọn phân bổ tự động thì các bạn có thể nhìn thấy là ở dòng nguyên vật liệu 1 nó phân bổ cho 84.000 và ở đây 15.000 có nghĩa là nó phân bổ theo giá trị của cái 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 cái, cái, cái uh, tiền hàng chúng ta chọn lưu lại thì các bạn thấy là À, bây giờ chúng ta vào trong cái phần báo cáo tổng hợp nhu tồn chúng ta sẽ thấy là cái giá trị nó đã tăng lên. Tăng lên. Như vậy là ở đây các bạn thấy là cái giá trị tiền nhập và tiền xuất nó đã tăng lên. Và đương nhiên ở trong cái bảng tổng hợp chi phí giá thành các bạn thấy là nó cũng đã tăng cái giá trị là à, lên đến 10 triệu, có nghĩa là 990.000 à, cộng thêm 100.000 thì cái chi phí nguyên liệu lúc này là 10 triệu. Ở đấy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn cách thức các bạn là là các bạn khi các bạn nhập kho hàng hóa đầu tư bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách thức là các bạn có thể là à, nhập mua một cái loại dịch vụ thì ở đây các bạn nhìn thấy là à, đối với cái trường hợp là chúng ta nhập mua cái dịch vụ thì, thì ví dụ như từ chúng ta sử dụng điện cho thi công trình thì các bạn thấy là ở đây chúng ta nhập mới là đối tượng mà khách là ví dụ như tôi mua điện của ông Nguyễn Văn Đa thì ở đây tài khoản 31 chúng ta sau này sẽ chuyển khoản thì các bạn nhìn thấy là không một chúng tôi đánh số chứng từ là ngày hạch toán là mùng 10 tháng 1 ở đây tài khoản nợ các bạn thấy là nếu như các bạn mua dịch vụ mà tính vào công trình các bạn sẽ tính luôn được cái tài khoản 154 ở đây thành tiền ví dụ chúng ta mua hết 3 triệu tiền điện phục vụ cho thi công trình nào đấy chúng ta chọn ví dụ như ở đây chúng ta chọn công trình 01 và ở cái mã phí cái này chính là cái tài khoản 627 các bạn lưu ý là ở đây là chúng ta là một cái chi phí chung nếu như có hóa đơn đỏ chúng ta kê hóa đơn đỏ không có chúng ta có thể lưu các bạn lưu ý là khi các bạn kê luôn cái hóa đơn giá trị gia tăng ở đây thì chúng ta sau này sẽ ứng dụng luôn những cái này để chuyển trong phần mềm hỗ trợ khai thuế mà không cần phải kê lại ở trong phần mềm một chuyện khai thuế sau đấy chúng ta nhập xong cái hóa đơn mua hàng dịch vụ chúng ta vào đây chúng ta có thể xem vào cái bảng tổng hợp chi phí giá thành các bạn nhìn thấy luôn có có 3 triệu ở phần chi phí chung Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cách thức để các bạn có thể làm một cái chứng từ cái phiếu cái phiếu thanh toán tạm ứng các bạn thấy là cái việc làm cái phiếu thanh toán tạm ứng là các bạn uh, thanh toán cho một đối tượng nào đấy ở trong công ty cái tài khoản có là các bạn đánh vào đây là tài khoản có một 141 và cái việc thanh toán này ví dụ như nó diễn ra vào ngày 11 tháng 1 nó cũng tương tự như các bạn thấy là ở đây cũng có thể là tài khoản 154 cái việc này các bạn sẽ thấy là uh, khi các bạn thanh toán các cái khoản thanh toán tạm ứng thì các bạn thấy là ở đây chúng ta ví dụ thanh toán vào 1 triệu 230 nghìn và cái khoản thanh toán này chính là cái khoản uh, thanh toán là không có hóa đơn chẳng hạn chúng tôi sẽ chọn ở đây và các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ chọn công trình ở đây chúng ta sẽ chọn công trình các bạn nhìn thấy mã phí ở đây chính là ví dụ như ở đây thanh toán khoản 3154 này là 623 tức là chi phí máy thi công và chúng ta chọn công trình là công trình không có một đấy thì chúng ta chọn lưu chứng từ ở đây chúng ta cái việc kê thuế thì các bạn hiểu là các bạn sẽ phải tự kê và cái việc chúng tôi lấy ví dụ ở đây là rất là đơn giản để các bạn dễ hiểu thôi à, như vậy là chúng ta đã sử dụng các cái chức năng để nhập mua nhiều kiểu ví dụ nhập mua hàng hóa nhập mua dịch vụ rồi là Thanh toán tạm ứng, bạn thấy là cái chi phí máy thi công tăng lên ở đây. Chúng ta đã hoàn thành xong cái phần nhập cổ phiếu, nhập mua.